Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Cây bao thanh thiên, đặc điểm, ý nghĩa phong thủy, cách nhận biết và chăm sóc. Cây bao thanh thiên được biết đến với vẻ đẹp ấn tượng, màu sắc độc đáo, là một trong những cây cảnh phong thủy địa bàn rất được ưa chuộng hiện nay. Bao thanh thiên là cây ẩn chứa nhiều ý nghĩa tốt lành, mang lại may mắn đến cho người trồng. Vậy, cây cảnh bao thanh thiên có đặc điểm gì nổi bật, cách trồng và cách chăm sóc ra sao? Giới thiệu về cây bao thanh thiên. Trồng cây cảnh trở thành xu hướng được nhiều người ưa chuộng. Trồng cây cảnh trong nhà không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại ý nghĩa phong thủy tốt lành. Bao thanh thiên là một trong những loài cây cảnh địa bàn được trồng phổ biến hiện nay. Cây bao thanh thiên còn được gọi với những tên khác như cung điện đỏ, thuyền trưởng đỏ. Loại cây cảnh này thuộc họ ráy. Cây cảnh bao thanh thiên có nguồn gốc từ Mexico, dần dần lan rộng sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Cây cảnh bao thanh thiên thường mọc thành bụi, dường như loài cây này không có thân hoặc thân rất thấp. Tuổi thọ của cây cảnh này khá cao, lá của cây mọc tập trung từ phần củ đi lên, cuống dài màu trắng hồng. Lá của cây cùng điện đỏ có hình bầu dục, bề mặt rộng, màu xanh. Mặt trên của lá nổi rõ những đường gân màu hồng nhạt, vô cùng nổi bật và đẹp mắt. Dòng cây cảnh này có hoa mọc thành từng cụm, hoa có dạng hình mo, chỉ có một cuống chung tròn mập. Hoa sở hữu màu trắng xanh, khi nở vô cùng rực rỡ, tinh tế. Loài cây này rất khó ra hoa, nhưng khi hoa nở sẽ vô cùng ấn tượng, tạo điểm nhấn nổi bật cho toàn bộ không gian. Tác dụng của cây bao thanh thiên. Cây bao thanh thiên sở hữu cho mình vẻ đẹp độc đáo, ấn tượng. Nét đẹp của loài cây này thể hiện qua màu sắc của lá, kiểu dáng của hoa. Đi cùng với đó là nhiều ý nghĩa tốt lành. Chính vì vậy, nhiều người lựa chọn trồng bao thanh thiên để trang trí không gian cũng như rước may mắn vào nhà. Cây cảnh bao thanh thiên trang trí không gian. Cây cảnh bao thanh thiên có kích thước nhỏ, màu sắc đỏ xanh nổi bật, tạo nên điểm nhấn hoàn hảo cho không gian. Dù trồng cây tại vị trí nào, bao thanh thiên vẫn luôn thu hút với màu đỏ tía của các đường gân trên mặt lá. Vẻ đẹp của cây cảnh bao thanh thiên toát lên từ hình ảnh những chiếc lá và bông hoa rực rỡ. Đặc biệt, lá của loài cây này tươi lâu, ít khi héo vàng. Trồng bao thanh thiên sẽ mang đến cảm giác không gian luôn tràn đầy sức sống. Chính vì vậy, chúng được trồng nhiều trong nhà, đặt trên bàn làm việc. Khi cây nở hoa, cả không gian sẽ trở nên nổi bật với màu vàng tươi mát và hương thơm dịu nhẹ. Hơn nữa, bao thanh thiên là loài cây có khả năng thanh lọc không khí rất tốt. Loại cây này sẽ giúp loại bỏ hết bụi bẩn, khói ô nhiễm, chào trả lại cho bạn không khí trong lành, bảo vệ sức khỏe. Cây cảnh bao thanh thiên làm quà tặng ý nghĩa. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp độc đáo, cây bao thanh thiên còn mang đến nhiều ý nghĩa tốt lành. Ngay từ tên gọi của cây, chúng ta đã có thể cảm nhận được sức sống mạnh mẽ. Đây là một loài cây đại diện cho sự ngay thẳng, trung trực và chính nghĩa. Bên cạnh đó, màu đỏ rực của lá cây còn là hình ảnh tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc và quyền lực. Màu đỏ rực rỡ còn mang lại cảm giác phấn khởi, tràn đầy năng lượng. Đặt trên bàn làm việc, ngắm nhìn cây bao thanh thiên, bạn sẽ có thêm nguồn động lực và ý tưởng cho công việc. Là một trong những cây cảnh thu hút tài lộc và may mắn theo phong thủy, trồng bao thanh thiên trong nhà sẽ mang đến nhiều may mắn, sung túc cho gia đình. Đặc biệt, với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, loại cây này sẽ giúp chiêu tài lộc vô cùng lớn. Chính vì những ý nghĩa tốt lành của cây mà cung điện đỏ trở thành món quà ý nghĩa để dành tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác. Món quà sẽ thể hiện tấm lòng chân thành của bạn đến mọi người. Thông qua cây cung điện đỏ, bạn có thể gửi gắm những lời chúc mừng tốt lành để gắn kết mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Cây bao thanh thiên hợp với người mệnh gì? Trồng và bày trí cây cảnh trong không gian sống không chỉ mang tới màu xanh tràn đầy sức sống mà còn chứa nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Chính vì vậy, khi trồng cây, mọi người thường cố gắng lựa chọn cây phong thủy phù hợp với bản mệnh của mình. Vậy, cây bao thanh thiên hợp mệnh gì? Mỗi một tuổi và bản mệnh sẽ có một sự tương khắc với những loại cây sở hữu đặc điểm khác nhau. Với cây cảnh bao thanh thiên thích hợp với những người mệnh hỏa và mệnh kim. Cung điện đỏ hợp mệnh gì, màu đỏ đặc trưng của lá cây rất thích hợp với những người mệnh hỏa. Màu đỏ càng tăng thêm may mắn, bình an và tài lộc cho người mệnh hỏa. Chúng bổ sung thêm nguồn năng lượng tích cực cho người sở hữu hai mệnh hỏa và kim, hỏa sinh kim. Tuy nhiên, không chỉ những người có hai bản mệnh hỏa và kim mới có thể trồng cây cảnh bao thanh thiên. Những người mang bản mệnh khác
vẫn có thể trồng chúng để trang trí không gian nếu thích vẻ đẹp độc đáo này. Điều quan trọng chính là lựa chọn vị trí đặt cây phù hợp, vừa trang trí không gian vừa mang lại may mắn trừ tà hiệu quả. Báo giá cây cảnh bao thanh thiên. Giá cây cảnh bao thanh thiên là yếu tố được nhiều người quan tâm. Loại cây cảnh này được bán khá phổ biến trên thị trường với mức giá trung bình không quá lớn, chỉ dao động từ 15.000 đến 25.000 đồng trên cây. Tuy nhiên, những chậu bao thanh thiên đẹp thì sẽ có mức giá bán cao đến vài trăm nghìn. Tùy thuộc vào số lượng, chất lượng, tình trạng kích thước của cây, đơn vị cung cấp, thời điểm bán và mức giá bán của bao thanh thiên sẽ có những thay đổi. Chính vì vậy, để nắm bắt được giá bán chính xác, bạn nên liên hệ trực tiếp đến đơn vị cung cấp. Cách trồng cây cảnh bao thanh thiên. Cách trồng cây cảnh bao thanh thiên có thể thực hiện theo hai phương pháp, thủy sinh và trồng chậu. Cây có thể sinh trưởng tốt trong hai môi trường đất và nước, chỉ cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Đối với cây cảnh bao thanh thiên được trồng trong bầu đất, bạn cần chuẩn bị đất trồng giàu chất dinh dưỡng, tươi xốp. Lựa chọn cây cung điện đỏ khỏe mạnh, đảm bảo chất lượng, đặt chậu cây vào giữa chậu và nén chặt đất để cây đứng thẳng. Giai đoạn đầu nên thường xuyên tưới nước để rễ cây thích nghi tốt hơn với chậu trồng mới. Sau khoảng một tuần, cây sẽ bám rễ chắc chắn. Cây cung điện đỏ rất dễ sống, có thể thích nghi tốt trong nhiều môi trường, nên việc trồng không yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Bên cạnh trồng cây trong đất, mọi người có thể trồng cây bao thanh thiên theo phương thức thủy sinh. Với phương thức thủy sinh, bạn cần chuẩn bị bình nước, nên chọn bình thủy sinh và có kích thước phù hợp với cây. Bình thủy tinh có thể khoe trộn bộ rễ của cây, tăng vẻ đẹp cho cây. Trước khi trồng cây bao thanh thiên vào chậu, bạn nên xử lý những chiếc rễ thừa, sâu bệnh hay khô héo. Bên cạnh đó, loại bỏ những chiếc lá vàng, đổ nước sạch vào trong bình với mực nước phù hợp, bổ sung thêm một số chất dinh dưỡng vào trong nước để cây có thể sinh trưởng tốt. Thường xuyên thay nước để cây có một môi trường sống tốt khỏe mạnh. Cách chăm sóc cây cung điện đỏ hiệu quả. Cây bao thanh thiên là một loại dễ trồng và dễ sống. Chúng không cần chăm sóc quá cầu kỳ nhưng vẫn có thể sinh trưởng tốt, mang lại vẻ đẹp cho không gian. Tuy nhiên, trong cách chăm sóc cây bao thanh thiên, bạn cần chú ý đến các yếu tố như ánh sáng, nước, đất trồng, phân bón và phòng ngừa sâu bệnh. Điều này sẽ giúp bạn có được một chậu cây cảnh tươi tốt, ấn tượng. Ánh sáng. Bao thanh thiên là loài cây ưa ánh sáng, chúng có thể sinh trưởng tốt trong môi trường giàu ánh sáng. Khi cây được tiếp xúc đủ với lượng ánh sáng, lá sẽ luôn giữ được độ xanh tươi, bắt mắt. Khi trồng ngoài vườn, không gian thông thoáng, bạn sẽ không cần quan tâm quá nhiều tới vấn đề ánh sáng. Nhưng khi cây được trồng trong phòng, bạn nên thường xuyên đưa chậu cây ra ngoài phơi nắng. Thời điểm thích hợp để đưa cây ra phơi nắng là từ 7 đến 9 giờ sáng hoặc chiều muộn. Tưới nước cho cây. Cây bao thanh thiên thích hợp phát triển trong môi trường có độ ẩm cao. Chính vì vậy, bạn nên tưới nước thường xuyên cho cây, tránh để đất trồng khô hạn sẽ khiến cây bị héo và kém phát triển. Mỗi ngày, bạn nên tưới nước một lần vào mùa hè. Mùa đông thì số lần tưới nước có thể giảm xuống từ 2 đến 3 lần trên tuần. Đối với bao thanh thiên được trồng thủy sinh, lượng nước trong bình luôn ngập đến 2/3 rễ cây. Thường xuyên thay nước và tiệt lá cho cây, đảm bảo cho bình nước luôn trong và cây không héo lá, vàng lá. Phân bón cho cây. Để cây cung điện đỏ luôn xanh tốt thì không thể thiếu bước bổ sung phân bón. Trung bình, bạn nên bón phân 1 tháng một lần cho cây. Bạn có thể bón phân hữu cơ hoặc NPK cho cây trồng đất. Đối với cây bao thanh thiên trồng thủy sinh, có thể bổ sung dinh dưỡng bằng nước phân bón. Phòng ngừa sâu bệnh. Thường xuyên cắt tỉa những lá vàng héo trên cây, chú ý tới tình trạng sinh trưởng của cây. Nếu thấy các dấu hiệu của nấm, vi khuẩn gây hại, bạn cần tìm phương pháp xử lý phù hợp. Đối với trồng cây bao thanh thiên thủy sinh, cần đảm bảo cho bình nước trong, không bị đục hay bẩn chậu, loại bỏ hết lá vàng, thối hay bị dập, nhớ thay nước thường xuyên. Trên đây là những thông tin cơ bản về cây bao thanh thiên, là một loại cây đẹp mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Bao thanh thiên thích hợp trồng để trang trí không gian hoặc làm quà tặng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!